Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm bánh bột chiên và đây là những thành phần để mình làm nên cái bánh bột chiên ngày hôm nay của mình nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ có là mực. Mực thì hôm nay mình chuẩn bị là hai con mực như thế này là 200g nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ có nửa cái chén hẹ, mình đã cắt khúc khoảng 3cm như thế này nè. Đó, đây là nửa chén hẹ nha. Tiếp theo là mình sẽ có một cọng hành lá nè, một củ cà rốt nè, một cái trứng gà. Và đây là 1/3 củ hành tây nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ có nước lạnh. Nước lạnh thì mình cần là 180ml nước lạnh nè. Và ở đây là bột mì. Bột mì thì mình cần là 200g bột mì. Và đây là bột bắp. Bột bắp thì mình cần là 150g. Nếu các bạn không có bột bắp thì các bạn có thể là dùng bột khoai tây cũng được. Hai cái loại bột này mình thay thế nha cũng được nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ có một muỗng cà phê dầu hào nè, một muỗng cà phê dầu mè. Và đây là nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê muối. Và mình sẽ cần một tí xíu đường, thì mình cần khoảng 1/3 muỗng cà phê đường thôi các bạn. Mình sẽ cần thêm cái dầu ăn để mình chiên cái bánh của mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm cái món ăn này. Rất là đơn giản và lại ngon. Mình có thể mình ăn vào buổi sáng sớm á, cũng rất là tiện lợi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt cái hành tây này ra những cái mỏng mỏng ha. Rồi mình sẽ cho nó qua mình cái dĩa để cái bên ha. Thế này. Hành lá này thì mình cũng sẽ cắt khúc ra các bạn. Mình cắt cũng khoảng 3cm gì đó, khúc khúc gì đó. Món này nè, mình làm rất là nhanh ha. Buổi sáng mình ăn sáng cũng được, thôi mình ăn chơi cũng được đó các bạn. Rất là dễ làm mà lại ngon miệng nữa. Rồi cái cà rốt này mình sẽ cắt cái sợi nhỏ ra, mình cắt bằng dao cũng được hoặc mình có cái bằng bào thì mình sẽ bào nó ra ha các bạn. Bào thì nó sẽ nhanh. Nếu các bạn nào có bằng bào á, không có thì mình cắt bằng dao ha. Mình bào sợi nó ngắn ngắn như thế này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho qua bên cái dĩa này luôn ha. Món này ha, nó rất là dinh dưỡng ha. Vừa có mực nè, vừa có rau củ và thêm trứng gà và bột nữa. Mình ăn một buổi á, nó rất là đủ chất dinh dưỡng luôn á. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ cắt cái mực này ra ha. Mình có thể cắt sợi nè hoặc là mình cắt hạt lựu các bạn, tùy theo sở thích của các bạn ha. Mình thì mình sẽ cắt hạt lựu đi. Đó, tùy theo các bạn nha các bạn, cái này không phải là bắt buộc nha, tùy theo sở thích của mình. Mình muốn cắt như thế nào, mình muốn ăn cái miếng mực nó bự bự thì mình cắt nó dài dài sợi sợi, thôi thì các bạn có thể cắt hạt lựu giống như mình như thế này. Bên đây. Rồi mình sẽ cắt tiếp cái con mực này luôn. Mực này thì các bạn có thể mua trong siêu thị, họ đều có bán sẵn trong đông lạnh đó các bạn.
mình mua gì mình chỉ cần đem ra mình rã đông và mình chế biến liền, rất là tiện lợi luôn. Còn bạn nào mà có mực tươi á, thì càng tốt ha. Rồi mình cắt mực xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển qua mình pha bột nhé. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái tô như thế này nha. Mình sẽ cho mực vào đây. Mình cho một cái trứng gà vào ha. Tất cả các nguyên liệu mình sẽ trộn chung hết. Mình cho nửa cái trứng hẹ này vào luôn nha các bạn. Mình cho nè tiêu nè muối nè xíu đường nè rồi dầu hào dầu mè vào hết ha. Mình cho tất cả các gia vị vào trong đây, mình trộn thành một cái hỗn hợp sệt ha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cho cái bột bắp nè, bột bắp với bột bột mì vào chung luôn. Như thế này ha. Rồi mình sẽ cho vào đây là 180 ml nước lạnh nha các bạn. Đó, mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên. Mình trộn chút xíu thành một cái hỗn hợp sạch sạch, sau đó mình sẽ đem đi chiên trên lửa trên bếp á. Mình trộn một hồi nó thành một cái hỗn hợp đặc sệt như thế này nè các bạn, cho nó đều hết như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bếp ha, mình bắt cái chảo lên và mình sẽ chiên cái bột này. Rồi mình đi qua bếp nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên như thế này nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cho vào đây làm một muỗng canh dầu ăn thôi, không cần nhiều dầu ăn đâu. Mình đợi cái dầu của mình nó nóng lên nha, sau đó mình sẽ múc cái hỗn hợp này mình cho vào. Mình làm cái miếng nó tròn tròn nó vừa ăn thôi, không có cần mình chiên bự quá, vừa vừa thôi. Mình sẽ chiên cái lửa nhỏ nha các bạn, mình chiên từ từ để cho nó vàng đều hết một mặt, sau đó mình sẽ chuyển qua cái mặt lật qua ha. Với các cách làm rất là đơn giản thì mình sẽ có một cái món ăn bột chiên giòn này rất là ngon luôn đó các bạn. Mình chiên một hồi á, mình thấy cái mặt dưới á cũng vàng vàng, bây giờ mình sẽ đảo ha. Mình sẽ úp xuống, mình sẽ chiên thêm cái mặt dưới cho nó chín hoàn toàn, nó giòn cái bột của mình, rồi mình sẽ đem ra mình dùng ha các bạn. Mình mở cái lửa nhỏ thôi, mình không có mở cái lửa lớn nha.
mình chiên một hồi mình thấy cái bánh của mình nó đã vàng chín đó các bạn. Mình sẽ lấy một cái dĩa ha, mình sẽ cho cái giấy thấm dầu vào đây và mình sẽ đem ra để cho nó rút dầu vào trong cái miếng giấy này ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ chiên tiếp đó. Mình sẽ cho vào đây là khoảng một muỗng thôi, một muỗng canh dầu ăn. Rồi mình sẽ chiên tiếp cái số bột còn lại của mình á, cho nó hết ha. Cái món này làm rất là dễ đúng không các bạn, mà rất là ngon luôn đó, mình đảm bảo cho các bạn biết. Rồi mình sẽ chiên cái lửa vừa ha, mình sẽ chiên cho hết cái số bột của mình nha các bạn. Và đây là cái dĩa bánh bột chiên của mình đã xong rồi các bạn. Mình sẽ ăn cái món này chung với cái nước tương. Mình bỏ thêm một ớt cắt tươi, ớt tươi các bạn mình cắt vào ha, mình sẽ chấm chung với cái món này ăn rất là ngon. Món này ngon nhất là khi mình ăn nó vẫn còn nóng nha các bạn, nó sẽ tròn giòn, mình chấm vào rất là tuyệt vời luôn. Với cách làm rất là đơn giản và dễ làm như thế này thì mình sẽ có một món ăn đủ dinh dưỡng nha các bạn. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể làm theo cách chia sẻ của mình để mình có một cái món ăn ngon thêm nha các bạn.